Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2020 là ngày đầu tiên của tháng 7 và cũng là ngày Tiến Dũng vừa về được một ít hàng. Đây là những sản phẩm được đóng gói trực tiếp bởi hàng đấu giá về tại cửa hàng Tiến Dũng ngày hôm nay. Và bây giờ Tiến Dũng sẽ khui các thùng hàng này để xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đây cũng là những công việc rất thường ngày của Tiến Dũng. Tuy nhiên thì thi thoảng có thời gian rảnh rỗi thì Tiến Dũng khui trực tiếp để anh em thấy được cái hàng bãi về là như thế nào. Thì còn thông thường hàng Tiến Dũng đã đưa lên để test cho anh em nghe thưởng thức thì đều là hàng đã được hàng bãi về và đã được lau chùi kiểm tra kiểm định trước khi mà test cho anh em nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui các thùng hàng này. Ngày hôm nay trong đám hàng này theo bill của đối tác của Tiến Dũng gửi về thì có những cục súc của Yamaha, súc của Bow và phía trong này có hai chiếc men công suất mà tôi vừa khui ra đây. Chúng ta sẽ cùng xem qua hai chiếc men công suất của thương hiệu Crown đến từ Mỹ. Hai chiếc này vừa về sáng nay. Tiến Dũng muốn để nguyên như vậy để anh em thấy được tình trạng hàng bãi trực tiếp về là sao. Và có lẽ ngày mai tôi sẽ, sau khi lau dọn thì tôi sẽ giới thiệu với tình trạng là đã được lau dọn vệ sinh sạch sẽ. Đây là hai chiếc men Crown model Microtech 601. Crown thương hiệu thiết bị âm thanh cao cấp đến từ Mỹ. Và đây là những chiếc men Crown đã qua sử dụng bên nước ngoài. Anh em thường gọi là hàng bãi hay hàng chất bãi. Ở đây anh em thấy còn nguyên băng keo và bụi bẩn. Như anh em nói là nếu mà vệ sinh rồi, lau chùi rồi thì nó không phân biệt được là hàng bãi hay hàng bờ. Nhưng để xem và kết luận hàng bãi hay hàng bờ rất đơn giản. Anh em chỉ nhìn cái nước đồ nó còn sáng, các ốc còn sáng và sassi còn sáng thì đó chứng tỏ là hàng bãi. Còn những hàng mà ốc rỉ sét hay sassi rỉ sét hay mặt tiền có bị rỉ sét thì đó là hàng bờ. Hàng bờ tức là hàng đã qua sử dụng ở Việt Nam nhiều năm thì anh em thường gọi là hàng bờ. Ở đây tôi đã mở sẵn ốc vít ra. Ở đây anh em thấy còn các bụi bẩn này nằm trong kho lâu ngày nên nó bị các cái bụi bẩn bám ở đây nhiều đây. Cái này chiều nay tôi sẽ vệ sinh lại. Đây là các lớp băng keo và ốc ở đây tôi đã tháo ra rồi. Với chiếc men Crown 601 là phân khúc có công suất tầm trung, tức là nó không lớn lắm và nó cũng không nhỏ lắm. Dòng này sử dụng hai biến áp nguồn, hai tụ lọc nguồn Philips Crown chữ vàng và sử dụng phần công suất chạy 16 sò sắt Crown. Ở đây anh em thấy cái phần sassi nó còn rất sáng và các ốc còn rất sáng. Thì như hồi nãy tôi nói là hàng bãi thì thường nó còn sáng, bóng, đẹp. Có thể nó bị dơ, bẩn hay móp méo do vận chuyển. Tuy nhiên độ mới của sassi do bên nước ngoài khí hậu của họ nó khô ráo hơn. Ở Việt Nam chúng ta thì hơi ẩm. Con này cũng được mở ốc rồi, băng keo còn nguyên. Anh em thấy phần sassi còn sáng rỡi, các sò còn sáng. Này chỉ lau dọn đi một chút thôi là nó sẽ rất mới. Những chiếc này được sản xuất vào những năm khoảng 1990 cho đến 1995. Cho đến nay nó đã khoảng trên 20 năm. Đây là tổng thể phía mặt sau. Đây là tem thông số. Crown. Model của nó là 601. Dòng này sử dụng điện 120V.
Điện 120V và công suất 6,5A. 6,5A nhân với 120V thì sẽ ra cái watt, cái công suất. Ở đây là có hai rắc kết nối dạng 6 ly và hai rắc kết nối dạng 3 lăng. Đây là hai chạm dây loa kết nối ngõ ra. Với men 601 này, anh em có thể kéo được hai cặp loa bass 30 như BMP, như các loa JBL dạng loa full. Đây là tem thông số ở phía bên đây. Máy tuyệt đẹp, tôi chỉ cần vệ sinh lại, lau dọn lại một chút thôi là nó sẽ rất mới. Anh em có thể chơi vào một cặp loa full như JBL 822, 922, bass 40. Tiếng rất thoải mái. Man Crown model 601, hàng bãi của Mỹ, tình trạng zin nguyên bản, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Hai chiếc này có mức giá 12 triệu đồng trên một chiếc. Anh em chỉ cần kết hợp thêm một chiếc vang số Gutin KM6FX. Chúng ta sẽ hoàn chỉnh một bộ để công suất và vang số dùng để nghe nhạc và hát karaoke giải trí gia đình. Cái sang ngang của cái vang số bất kỳ thì khi đặt lên nó vừa với chiếc men công suất này. Trưng bày cũng rất đẹp và đương nhiên những âm ly Hàn Quốc bãi đã lỗi thời bởi những chiếc vang số có khả năng chống hú cũng như tiếng echo của nó mượt mà và tuyệt vời hơn rất nhiều. Bộ hai món này vẫn còn rẻ hơn mẫu âm ly 506N hàng bãi, nhưng âm thanh của nó tuyệt vời hơn rất nhiều. Vang số Gutin KM6FX hàng chính hãng có giá chỉ 3,6 triệu. Tiến Dũng sẽ tặng ngay bộ dây ba lăng để kết nối xuống men công suất. Bộ dây ba lăng có trị giá 400.000. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khui các thùng hàng này. Đây là các hàng hóa do bạn hàng của Tiến Dũng vừa gửi về. Phía bên ngoài thùng thì nó có một cái thùng xốp lớn, tôi đã khui bớt ra cho nó rộng rãi. Đây là các bao bọc của siêu thị, hóa đơn của siêu thị. Bên đây cũng vậy. Và bên đây cũng vậy. Đó là các tình trạng của hàng bãi bên trời Tây đưa về. Thông thường thì đây là công việc rất thường ngày của Tiến Dũng. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi thì Tiến Dũng khui hàng để anh em có dịp ngắm nghía những sản phẩm mà còn nguyên bao bì bên kia đưa về. Đây là hóa đơn còn chữ của Nhật. Ở đây họ đóng gói rất kỹ lưỡng. Đây là bảo vệ cái chạm loa. Đây là cái dây nguồn cũng được bên nước ngoài họ đùm lại rất kỹ với khỏi bị chảy xước. Đây là một chiếc súc Yamaha SVK 800, hàng bãi của Nhật, điện 100V. Những dòng hàng SVK 800 của thương hiệu Yamaha của Nhật thường được sản xuất tại Malaysia hoặc Indo. Tuy nhiên đó là dòng hàng phục vụ cho thị trường Nhật, điện 100V. Chúng ta gọi là hàng bãi Nhật. Đây cũng là một chiếc Yamaha, cái này nhỏ hơn. Cửa hàng Tiến Dũng thông thường thì không có hàng bờ, do cái hàng của Tiến Dũng tuyển chọn rất kỹ nữa, cả đều là hàng bãi. Đây cũng là một chiếc súc nữa của thương hiệu Yamaha. Tôi sẽ để nó lên đây rồi chúng ta sẽ giới thiệu sau.
gì đây? Cái này còn hóa đơn ở bên nước ngoài. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm xin mời gọi trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại 0989 034 764. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8 giờ cho đến 18 giờ chiều. Này đóng gói khá kỹ. Chiếc này rất mới, chiếc này, hai chiếc này, ba chiếc này đều mới. Vàng ống. Rồi bấy đây này. Đây cũng là một chiếc Yamaha SVK 800. Chúng ta sẽ cùng xem qua cái phần này. Chiếc ở trên này đó là Yamaha IST SVK 320. Với dòng 320 này anh em biết rồi, hãng sử dụng một loa bass 25cm bass úp đất. Dòng này sử dụng điện 100V, hàng bãi từ Nhật về. Với dòng này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Hỗ trợ rất tốt cho các dàn âm thanh thiếu bass, đến rất mạnh mẽ. Bên đây có một lỗ thông hơi, bass 25 phía dưới úp đất. Và đây là tổng thể phía mặt sau, kết nối bằng jack RCA và jack bắp chuối. Đây là dây nguồn. Dòng này sử dụng điện 100V và công suất nguồn của nó là 85W. Hàng được sản xuất tại Made in Malaysia. Thông thường thì một số cái anh em không thấy chữ Malaysia này thì là do cái tờ giấy này họ dán chồng lên chốc cái Malaysia này. Anh em cứ thấy điện 100V thì có nghĩa là hàng Nhật. Chiếc ở phía dưới đó là Yamaha SVK 800. Dòng này cũng sử dụng điện 100V và công suất nguồn là 185W. Công suất ngõ ra loa của mẫu loa SVK 800 này là 1000W. Nó rất mạnh mẽ. Chiếc này rất đáng chơi. Có thể nói là đáng quan tâm nhất của thương hiệu Yamaha hàng bãi. Ở đây chàng người Nhật này còn gói luôn cái dây bắt mát. Ở đây chúng ta thấy có dây bắt mát ở đây. Thông thường thì Việt Nam mình, anh em mình thường không sử dụng dây mát, nhưng bên nước ngoài thì thường họ tuân thủ cái nguyên tắc an toàn. Chiếc này là Yamaha SVK 800, tình trạng zin đẹp xuất sắc. Cái này khỏi cần lau dọn, nó đã đẹp sẵn rồi. Và chiếc bên đây tương tự như vậy, cũng là SVK 800 của Yamaha. Với dòng Yamaha này sử dụng một bát úp đất 30cm, công suất nguồn 185W, điện 100V và công suất ngõ ra loa là 1000W. Những chiếc súp SVK 800 này phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 50m2, tiếng của nó rất mạnh mẽ. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Tôi sẽ khui luôn hai cái thùng hàng bên đây ra. Là cái gì đây? Đây là bìa của Amazon. Đây
Đây có lẽ cũng là một chiếc SW800 nữa. Này đóng gói rất kỹ. Khóa cả. Lót cả ván vào đây cho chắc. Hèn gì bên nặng giữ. IST SW800. Cái này rất nặng, tôi tính khoảng 25 kg. Chiếc này cũng là IST SW800. Đợt hàng này rất đẹp. Mà hàng cho tháng 7 năm 2020. Để tôi sẽ khui nốt cái thùng bên đây ra. Trong 3 chiếc này thì có một chiếc này còn catalog. Này loa súp bông. Đây là chiếc loa súp bầu Acoustic M5 Series 3. Với chiếc này thì anh em biết rồi, công suất của nó là AutoWatt từ 10 đến 200W. Công suất của nó rất mạnh. Với bộ này thì bao gồm một loa súp có cấu tạo là hai loa bát loại 16cm nằm ở phía bên trong này, súp hơi. Anh em cần phải có một chiếc âm ly với chơi được súp này. Thông thường thì chiếc này sẽ về với tình trạng là có hai loa vệ tinh hay còn gọi là loa Cooper mới đủ bộ. Không biết trong thùng này có không? À, rất đẹp. Simili còn đen kít. Như vậy là đẹp. Rất mới. Còn chân đầy đủ. Đây cũng làm tiếp nữa. Đây cũng là một chiếc súp bầu M5 Series 2. Chiếc kia là Series 3 và chiếc này là Series 2. Thực ra cấu tạo của hai model này nó giống nhau. Hai bát 16cm, công suất từ 10 đến tối đa là 200W. Cái này cũng còn rất mới. Hết rồi, như vậy là hai cái này không có súp bơ kèm theo. Với chiếc súp bầu M5 Series 2 và Series 3 đồng giá 4 triệu đồng trên một cục. Cái này là không có Cooper, chỉ có loa súp hơi không thôi. Và với chiếc Yamaha IST320 của thương hiệu Yamaha có mức giá 8 triệu đồng trên một cái. Và ba chiếc súp Yamaha SW800 này, tình trạng hàng bãi zin đẹp xuất sắc như anh em vừa thấy. Ba chiếc này đồng giá 12.500.000 trên một chiếc. Tất cả các sản phẩm của cửa hàng Tiến Dũng bán ra đều được bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng và bao đúng xuất xứ. Và các mức giá mà Tiến Dũng đưa ra là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em quan tâm sản phẩm xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng số điện thoại 0989 034 764. Quý vị và các bạn ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh xin mời liên hệ trực tiếp địa chỉ số 115
24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên nhận được các thông báo mới nhất về các clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Xin chào và cảm ơn quý vị.